Trường Mầm Non xã Mường Than báo cáo, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2022, kết quả thực hiện đổi mới công tác quản lý. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm EduVN, cơ sở dữ liệu, khai thác dữ liệu trên trang web và kho dữ liệu của trường, quản lý hồ sơ giáo án của đội ngũ trên tổng công nghệ thông tin trong soạn giảng, xây dựng các video các tiết dạy hay sáng tạo một tiết tháng. Nhà trường quản giáo án, các cá nhân trên chỉ đạo mỗi lớp tạo mã qr để ban giám hiệu, lãnh đạo, các đoàn kiểm tra có thể kiểm tra tất cả các hoạt động tại lớp và để tuyên truyền với các bậc phụ huynh những hoạt động hàng ngày ở lớp, ở trường thông qua việc quét mã qr rồi cốt của lớp. Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của nhà trường, khai thác sử dụng các phần mềm trong quản lý, triển khai công việc, hội họp, sinh hoạt chuyên môn liên tổ, liên trường, đăng tải tin bài, thực hiện tuyên truyền trên trang website. Nhóm Zalo nhà trường phối hợp hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ qua nhóm Zalo với phụ huynh các nhóm, lớp, qua quét mã kết quả. 100% cán bộ, giáo viên biết khai thác sử dụng các phần mềm trong quản lý, triển khai công việc, công tác truyền thông về giáo dục mầm non. Nhà trường đã tham mưu với Ủy ban nhân dân xã Mường Than bằng văn bản để tuyên truyền về các chính sách đối với giáo dục mầm non trước khi bước vào năm học mới 2022 đến 2023. Tuyên truyền về chương trình giáo dục mầm non viết bài giới thiệu về các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các hoạt động động chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ trên website Facebook của nhà trường. Nhà trường đã tạo không gian văn hóa dân tộc tại 4 trên 4 điểm trường. Thành lập câu lạc bộ giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa, văn nghệ dân tộc trên địa bàn huyện Than Uyên để tuyên truyền nghị quyết 02, NQ, HU ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn. Với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020 đến 2025, gắn với giáo dục đạo đức truyền thống, phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc tại địa phương đến phụ huynh học sinh. Phối hợp với phụ huynh sưu tầm một số bài hát, thơ ca, bài vẽ, trò chơi, các bài múa dân tộc đưa vào hoạt động tại câu lạc bộ và lồng ghép vào kế hoạch giảng dạy hàng ngày, phù hợp với độ tuổi và nhận thức của trẻ, kết quả thực hiện chăm sóc nơi dưỡng trẻ Giáo viên thường xuyên tuyên truyền tới các bậc phụ huynh vệ sinh sạch sẽ cho trẻ trước khi đến trường, nhắc nhở phụ huynh mang thêm quần áo cho trẻ để thay khi thời tiết thay đổi. Khi cần thiết, các điểm trường huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên ủng hộ quần áo cũ để có thể thay cho trẻ khi cần thiết. Công tác vệ sinh trường lớp: Giáo viên, nhân viên thực hiện vệ sinh quang cảnh trường lớp hàng ngày. Giáo viên thực hiện vệ sinh đồ dùng, đồ chơi vào cuối các buổi chiều. Các điểm trường thực hiện tổng vệ sinh quang cảnh trường lớp vào đầu tuần. Công tác bán chú tổ chức bữa ăn dinh dưỡng. Nhà trường tổ chức bữa ăn tăng dinh dưỡng cho trẻ tại điểm trung tâm vào ngày thứ 4 hàng tháng ngày. Kết quả việc trồng rau xanh, cán bộ giáo viên, nhân viên tích cực trồng rau xanh gối vụ tại các điểm trường để cung cấp rau xanh cho trẻ một tuần hai bữa. Chất lượng giáo dục thời điểm tháng 10 đạt gần 84,6%, việc đổi mới trong chuyên môn. Nhà trường đã tổ chức hai tiết dạy đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đi cô giáo Phan Thị Mai và cô giáo Hà Phương Thủy thực hiện để lan tỏa chuyên môn đến các đơn vị bạn trong huyện đến sự giờ học hỏi. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo điều kiện cho giáo viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, từ đó đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học. Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2022, trường mầm non xã Mường Than đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học liên trường với các trường mầm non Ta Gia, Phúc Than, Khoen On. Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, giáo viên tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến trẻ học như thế nào, gặp khó khăn gì, kết quả học tập cải thiện như thế nào, Trẻ có hứng thú tham gia không và giáo viên cần điều chỉnh về hình thức tổ chức, tương tác các đối tượng trong dạy học như thế nào để đạt được mục tiêu. Trong buổi sinh hoạt giáo viên các trường cùng nhau học tập, trao đổi kinh nghiệm từ thực tế việc học của trẻ tại lớp, buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học liên trường đã tạo cơ hội cho các giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm, phát huy khả năng sáng tạo trong dạy học. Nhà trường chú trọng môi trường và hình thức tổ chức dạy học lấy trẻ làm trung tâm bằng cách kiểm tra môi trường các lớp sự giờ các hoạt động giáo dục của giáo viên để đánh giá việc thực hiện chuyên đề. Dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ bằng trực quan hành động, kết hợp với tình huống giúp trẻ tăng vốn từ và biết sử dụng từ ngữ đúng hoàn cảnh. Giờ tăng cường tiếng Việt trẻ được học ở ngoài trời, trong thư viện để môi trường học phong phú, tổ chức dạy tăng cường tiếng Việt thường xuyên thông qua các tiết học, trò chơi, các hoạt động trong ngày, phối hợp với phụ huynh tăng cường tiếng Việt ở nhà. Chú trọng việc cung cấp vốn từ cho trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày của cô và trẻ. Thường xuyên nhắc nhở tạo thói quen cho trẻ giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt khi đến trường, đặc biệt trẻ mẫu giáo 4 và 5 tuổi. Xây dựng tạo khu vận động tại điểm trường Phương Quang, huy động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu tạo môi trường tại các thư viện, lớp học và đồ dùng đồ chơi trong các góc hoạt động đảm bảo tính thẩm mỹ. Các điểm trường tạo môi trường có chữ cái cho trẻ ghép vần có hai chữ cái để trẻ được phát âm khi tham gia học và chơi. Kết quả triển khai chương trình Tôi yêu Việt Nam, nhà trường tổ chức cho cán bộ giáo viên nhân viên và phụ huynh ký cam kết an toàn giao thông vào đầu năm học. Xây dựng nội dung chương trình lồng ghép và chủ đề trong năm học, thực hiện vẽ mô hình giao thông đường bộ, vòng xuyến, ngã tư tại phương quang, đường giao thông có lề đường, phỉa hè, vạch kẻ đường, tại cổng trường điểm trung tâm, xây dựng cổng trường an toàn giao thông. Tuyên truyền, cấm đi xe vào sân trường trong giờ đón trả trẻ, quy định nơi để xe khi đưa đón con đi học, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Việc xây dựng và thực hiện tiêu chí lớp học hạnh phúc. 22 phần 22 lớp xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí lớp học hạnh phúc bao gồm Về môi trường lớp học, hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, quan hệ trong và ngoài nhà trường hàng ngày, việc xây dựng chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai thực hiện nội dung trong tâm chuyên đề, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục STEAM, kết hiện tốt việc tạo môi trường trong và ngoài lớp học và tổ chức bài học STEAM, tổ chức các hoạt động, bài học, dự án ngày, tuần, thắng gắn với việc bảo tồn văn hóa dân tộc tại địa phương. Anh trí thể hiện rõ yếu tố STEAM ở các góc khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật, toán học sắp xếp đồ dùng ở các góc STEAM phong phú để trẻ sáng tạo khi hoạt động. Các đồ dùng thay đổi phù hợp với chủ đề nhánh đang hoạt động 44 điểm trường xây dựng thư viện STEAM tạo môi. Trường các đồ dùng STEAM cho trẻ hoạt động, chỉ đạo các tổ chức 8 dự án ngày lớp năm học, hai dự án tuần lớp năm học để trẻ được thực hành, trải nghiệm và khám phá thực tế, công tác bồi dưỡng đội ngũ. Bồi dưỡng giáo viên về công nghệ thông tin trong các hoạt động hàng ngày chuyển đổi số trong dạy học, hồ sơ giáo án, bồi dưỡng hình thức tổ chức giờ dạy, trang trí lớp. Bồi dưỡng đội ngũ cách phát âm chuẩn tiếng Anh một số từ cho trẻ làm quen trong năm học, bồi dưỡng cho giáo viên có kỹ năng phát âm, hiểu nghĩa một số từ tiếng Anh cho trẻ làm quen. Đọc bảng chữ cái, 10 chữ số tự nhiên đầu tiên, nói được quan hệ của người thân trong gia đình, chào, cảm ơn, xin lỗi, các con vật cần gũi trong gia đình, một số loại quả phổ biến ở địa phương một số đồ vật trong gia đình, đồ dùng học tập, một số màu sắc chính, một số hình thường gặp. Bồi dưỡng phương pháp giáo dục tiên tiến, finger đã giúp cho giáo viên có kỹ năng, kiến thức dạy trẻ. Bồi dưỡng cho giáo viên nhà trẻ về cách xác định mục tiêu, nội dung bài dạy, cách đánh giá trẻ theo giai đoạn. giúp giáo viên nhà trẻ biết cách xác định mục tiêu, nội dung bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh, cách đánh giá trẻ theo giai đoạn. Bồi dưỡng thông qua dự giờ giáo viên, trao đổi qua sinh hoạt chuyên môn, qua đó tạo cho giáo viên có kỹ năng tư duy sáng tạo trong tiết dạy. Bồi dưỡng về kỹ năng sư phạm, hình thức tổ chức dạy học sáng tạo, linh hoạt thông qua các buổi sự giờ, sinh hoạt chuyên môn. Kết quả, 100% giáo viên tham gia nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung được bồi dưỡng. 100% cán bộ quản lý giáo viên có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, số giáo viên biết tổ chức hoạt động dạy học lấy trẻ làm trung tâm theo hướng trải nghiệm 100%. Kết quả xã hội hóa bên cạnh việc đổi mới chuyên môn nhà trường quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội hóa ngày 28 tháng 10 năm 2022 tại phòng hội đồng trường mầm non xã Mường Than công ty xăng dầu Lai Châu trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho 20 em học. Sinh với tổng giá trị lên đến 20 triệu đồng để ủng hộ các con giảm bớt khó khăn trong cuộc sống hàng ngày để các con được phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần trẻ. Nhà trường đã huy động phụ huynh ủng hộ cây tre tu sửa thư viện điểm bản mường bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong năm học nhà trường đã bồi dưỡng hai điển hình tiên tiến trong năm học bồi dưỡng về kiến thức kỹ năng cách viết đề tài sáng kiến bồi dưỡng tuyên dương kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam nhà trường đã bồi dưỡng và đề nghị tuyên dương hai đồng chí phùng thị hồng hiền hà phương thủy tháng 11 năm 2022 thì nhà trường cũng cần chú ý hơn trong công tác duy trì tỷ lệ chuyên cần và chỉ đạo rèn lễ giáo, giao tiếp cho trẻ trong các hoạt động. Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tính đến tháng 10 năm 2022 và những việc cần tiếp tục thực hiện tốt hơn trong tháng 11 năm 2022 của trường mầm non xã Mường Thanh.